giờ khách đang lựa mấy chiếc này. Hôm qua ngày 14 tháng 9 thì cũng về một lô máy. Chắc khách chốt chiếc này. Chiếc này là chiếc mới về hôm qua luôn. Mới chát luôn. Rồi chụp hình với khách ra này, khách về trước nha nè. Rồi. Chào anh em nha. Bây giờ chiếc này đem ngày sau em đang gã rồi ha. Trước mắt thì mình đem số phụ tùng xuống thay trước cho khách. Máy này không có gấp á, cho nên là có thể là khoảng 7 đến 8 ngày thì khi nào ổn định thì mình giao ha, tại là kỹ luôn chứ. Máy nào để lâu thì mình làm nữa là kỹ ha. Nên yên tâm mình chạy giờ hết toàn bộ luôn. Cơ bản như này thì dàn lông cũng còn khá được. Chân thì để họ mở ra xem sao ha. Rồi chiếc Gia Lai này giờ đã tháo số đây, từ từ làm nha, đang vệ sinh lại phần đập cái đó. Cứ chi tiết cần phải làm nhiều lắm đó. Mở ra hết thành tách rồi, nó bồn rồi hồi xuống kiểm tra luôn. Rồi cho anh em chờ anh em nha. Tiếp tục là chiếc máy Gia Lai đây, số đã giả đi làm ở trên rồi đó. Nếu nhầm thì sẽ bỏ rồi hôm mới nha. Đây thì anh em thợ của này gắn tranh thủ làm sớm nhất, nó thì nó mới vừa lọt xong nó để xem lên nữa làm sao. Mình dạng có thể vô sớm cho khách được. Nghe chờ anh em nha, máy Gia Lai thì gắn cái số vô lại, số này mình làm vô cũng rất là kỹ vậy hả. Làm lại cho nên mình dám thêm mà đốt luôn ha. Anh em nào cũng gắn cái phần này nha. Rồi giờ máy này đã xong rồi, giờ chỉ còn rửa lại cái nữa có thể lên máy giao cho khách được rồi ha. Bảo dưỡng hoàn chỉnh hết luôn rồi đó. Giờ bắt đầu lên máy Gia Lai, về Gia Lai.
Rồi xong, giờ về với chủ rồi ha. Cảm ơn em gần xa đã ủng hộ nha. Rồi giờ hoàn chỉnh rồi đó nha anh em, để có thể đi được rồi đó. Thì về Gia Lai ha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Nên mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC-70G, DC-70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để một chiếc 105 để mình lấy chiếc xe. Đây, 105, đây còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC-70G Plus đó, máy thái xịn, máy chạy nước ha. Rồi bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc nữa ha. Cũng gần hết rồi anh em, tính lỗi sớm. Ở phía trong đây thì mình thấy máy nhiều. Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Sao cũng khu của máy cài ấy. Như mấy chiếc này đang làm à, cái này cũng đang gạt hết ra. Cái này gạt nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia là khu vực trưng bày máy ha nè. Đó. Đây trưng bày máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp á, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Hiện tại có số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.